Lo Thị Mai, cô gái ngờ mông từng gây bão mạng xã hội một thời với tài nói tiếng Anh như gió, thời gian vừa qua đã khiến nhiều người bất ngờ với thông tin đã ly hôn chồng người Mỹ. Trước đó, Mai đã có cơ hội gặp chồng khi anh này sang Việt Nam và ở tại Sapa. Sau khi ly hôn, Mai vẫn ở lại Mỹ và tiếp tục công việc của mình. Lo Thị Mai gây bất ngờ khi thông báo đã ly hôn chồng người Mỹ. Mai từng chia sẻ sau khi chia tay đã nhường lại quyền nuôi con cho chồng cũ, còn cô thì sống một mình. Tuy vậy, vào những lúc rảnh rỗi, cô vẫn thường xuyên đến gặp hai con cũng như giữ mối quan hệ thân thiết với gia đình chồng. Mới đây, Mai đã cho con đi chơi cùng với ông bà nội. Cả gia đình đi nghỉ ở vùng biển yên tĩnh và rất đẹp. Tuy nhiên chồng của Mai không xuất hiện trong chuyến đi. Lo Thị Mai vẫn thân thiết với bố mẹ chồng. Ngoài việc ngưỡng mộ Lò Thị Mai vì vẫn giữ quan hệ tốt với nhà chồng sau ly hôn, nhiều người còn khá bất ngờ trước vẻ ngoài rạng rỡ, đầy sức sống của bà mẹ trẻ. Trước đó, cư dân mạng đã khá lo Mai ở nơi đất khách quê người sẽ buồn lắm khi trải qua cú sốc hôn nhân nặng nề như vậy. Tuy nhiên, cô gái hờ mong năm nào đã rất mạnh mẽ và lạc quan để đứng lên sau đổ vỡ. Nhìn Mai ngày càng xinh đẹp, biết chăm chút cho bản thân hơn khiến ai cũng thấy vui mừng. Lo Thị Mai ngày càng xinh đẹp, rạng rỡ hơn sau khi ly hôn. Hiện tại, Lo Thị Mai vẫn đang tiếp tục công việc của một nữ y tá ở bệnh viện gần nhà. Đây là nghề mà Mai được chồng cho đi học thời mới sang Mỹ sinh sống và cô vẫn quyết tâm theo đuổi đến cùng. Mai vẫn đang làm công việc của một nữ y tá.